Nhắn tin lại cho cái người làm cho em á, thì người ta nói là do da đầu mũi em nó mỏng quá, thì để thời gian nữa thì nó mới hết. Xong thì em thấy cái tình trạng nó cứ 2 năm rồi mà nó không đỏ, không hết. Mà đi đâu thì người ta cũng hỏi, nhìn vô mặt mình người ta cũng hỏi hết. Thế là ra là em nhắn tin lại em nói, thì họ nói là bây giờ tháo ra, để như vậy 3 tháng xong thì người ta làm lại cho em. Nhưng mà thử hỏi là 2 lần rồi thì em còn niềm tin đâu mà em làm nữa. Bạn bè đi đâu không dám đi, đuổi đâu không dám đi. Nhưng mà cũng không muốn bạn bố mẹ lo, cho nên là cũng không có tâm sự nhiều. Mình làm bố mẹ mà hỏi thì cứ nói là thôi từ từ nó hết. Mà tối về thì mình cứ nằm mình soi gương không mình. Leg out.